Rồi, tiếp tục chào các bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ đi qua tiếp tới cái vấn đề kế tiếp về cái phần hướng dẫn về Camtra. Thì ở đây á, thì mình sẽ nói đến cái phần bone hotkeys. Thì ở cái video đợt trước á, thì mình đã nói tới cái những cái hotkeys, tức là những cái phím tắt mà là bấm trên nguyên tử rồi. Còn bây giờ bone hotkeys có nghĩa là những cái phím tắt mà nhấn trên liên kết ha. Thì cũng như lần trước là các bạn có thể tìm những cái danh mục những cái phím tắt này nè bằng cái cách là vào help rồi chọn một trong những cái này ha, hoặc là nếu mà dễ dàng hơn là cái shortcut những hotkeys nó ra ngay cái trang này. Nhưng mà hotkeys thì anh có chỉ cho các bạn là cái chỗ atom hotkeys với lại bone hotkeys nha. Thì các bạn có thể coi ở đây, thì chẳng hạn như là shift F chẳng hạn, nghĩa là nút F in hoa, hay có thể Capsup F hoặc là Shift F cũng được tùy các bạn. Nói chung đó là những cái về trong hotkeys và những cái lý thuyết chung về hotkeys mà mình đã nói ở video trước. Và tới cái video này mình sẽ hướng dẫn sơ sơ về cái bone hotkeys này. Thì như anh cũng đã nói là trong cái video này anh sẽ không có hướng dẫn hết tất cả cái này đâu, tại vì thực tế bản thân anh cũng không thuộc hết những cái này ha. Thì chủ yếu là những cái gì đó mà nó đơn giản và nó thường sử dụng nhiều thôi ha. Rồi. Ở đây bone hotkeys thì bây giờ mình sẽ có nè. Chẳng hạn như bây giờ anh vẽ vài cái liên kết trước đi, vài cái liên kết nhỏ nhỏ trước đi. Rồi. Thì vài cái liên kết này nè, bây giờ phóng to ra ha. Thì bây giờ bạn thấy cái hình camera của mình như thế này. Thì một số cái phím mà các bạn thường sử dụng nhất nè, đầu tiên á là nếu mà chỉ là liên kết bấm phím số 1 thì chả có chuyện gì xảy ra ha. Phím số 2 thì nó sẽ biến thành liên kết đôi, phím số 3 sẽ biến thành liên kết 3. Nhưng mà nếu các bạn để ý á, nếu bây giờ anh bấm lại phím số 1 thì nó quay trở lại liên kết đơn ha. Tức là nếu mà bạn chỉ vào liên kết á, thì nếu bạn bấm số 1 nó sẽ biến thành liên kết đơn, 2 sẽ biến thành liên kết đôi, 3 biến thành liên kết 3. Nhưng mà 4 thì không có biến thành liên kết 4 nha các bạn. Nhưng mà các bạn lưu ý cái này dùm anh nữa là nếu mà các bạn vẽ liên kết 3 thì các bạn lưu ý rằng là cái liên kết 3 thì nó lai hóa SV, cho nên là cái chỗ này nè, nếu mà các bạn vẽ liên kết 3 thì các bạn lưu ý là các bạn vẽ lại cái phân tử thẳng dùm anh ha, tại vì vẽ như vậy nó mới đúng cái lai hóa của nó. Rồi, thì bây giờ xong cái phần 1, 2, 3 thì bây giờ mình thử tiếp những cái phím khác ha. Chẳng hạn như phím số 4 á, thì mình sẽ có là nó gắn một cái vòng 4 ở đây ha. Phím số 5 á, thì nó sẽ gắn một cái vòng 5 lên đây. Phím số 6 á, thì sẽ gắn một cái vòng 6. Phím số 7 á, thì nó gắn một cái vòng 7. Phím số 8 á, thì nó... phím số 8 thì nó gắn một cái vòng 8 ở đây ha. Còn phím số 9 và phím số 0 á, thì nó sẽ gắn một cái vòng cyclohexane vòng 6 ở đây. Phím số 0 và phím số 9 này ha. Thì cái vòng cyclohexane này, hai cái vòng này thật ra nó là hai cái định hướng khác nhau của vòng cyclohexane thôi, nhưng mà nó đều là dạng ghế hết ha. Thì tùy theo cách nhìn của bạn là muốn vẽ kiểu nào, hay là tùy theo đề bài nó ra kiểu nào thì bạn vẽ kiểu đó thôi. Cái này thì nó tùy thuộc. Thì bây giờ anh viết lại nè. Số 4 á, thì nó sẽ theo cho các bạn một cái vòng cyclobutan, mà nó ở cấu dạng nó không phải ở cấu dạng mà nó ở trạng thái phẳng ha. Rồi, 5 thì các bạn sẽ tương tự, các bạn sẽ thêm một cái cyclopentane. 6 thì các bạn sẽ thêm một cái cyclohexane. 7 thì các bạn sẽ thêm một cái cycloheptane. 8 các bạn vẫn thêm một cái cyclooctane ha. Nhưng mà 9 với 0 á thì các bạn lại thêm một cái cấu dạng ghế của cyclohexane. Mỗi cái là một cái định hướng khác nhau ha. Ở đây là những cái phím số mà mình đã xong những cái phím số rồi. Thì bây giờ mình đi qua một số cái phím chữ. Thì cũng tương tự là mình không thể nào mà nói hết tất cả các phím chữ được. Thì nếu các bạn cần thì các bạn có thể vào đây, các bạn vào cái mục Bone Hotkeys để các bạn coi cho đầy đủ ha. Còn ở đây anh chỉ nói chủ yếu là ba cái phím mà anh thường dùng nhất thôi. Đó. Rồi, phím thứ nhất á là dùng để vẽ lập thể của nó. Thì thật ra là cả hai phím đầu là để vẽ lập thể của nó luôn. Bây giờ giả sử như đây là một nhóm X và đây là một nhóm Y đi. Đây là Y. Rồi. Thì bây giờ khi mà anh chỉ cái chuột vào ở đây
và anh bấm một cái phím là W thì các bạn thấy gì xảy ra không? Nó tạo thành một cái liên kết mà có vẻ như là Y nó nằm ở phía trên mặt phẳng ha. Thì đây là cái cách vẽ liên kết nằm phía trên mặt phẳng đó các bạn. Nếu các bạn nhấn vào cái liên kết này, bạn bấm lại nút W một lần nữa thì nó sẽ đổi chiều ha. Rồi. Thì đổi chiều nghĩa là sao? Tức là ví dụ như đang ở trong cái dạng này á, thì các bạn thấy X nó nằm ở trong mặt phẳng ha, còn Y nó nằm ở phía trước mặt phẳng. Còn ví dụ bạn đổi chiều nó lại thì có nghĩa là Y này nó đang nằm ở trong mặt phẳng, còn X này nằm ở phía trước ha. Ví dụ mình muốn vẽ một cái mà nó nằm phía sau mặt phẳng thì sao? Thì bây giờ mình có một cái phím là phím H ha. Thì khi mà bạn phím bấm phím H á, thì cái thằng X với Y này nè, nó sẽ biến thành một cái liên kết nằm phía sau mặt phẳng. Rồi mình bấm H một lần nữa, chỉ vào cái liên kết này, bấm H một lần nữa thì nó sẽ đổi chiều ha. Rồi, thì ngoài ra thì các bạn còn một cái phím này nữa, một cái liên kết này nữa. Thì cái liên kết này nè các bạn thấy á, là người ta vẽ đều ở hai bên hết, cả X và Y nó đều là không có thằng nào to hơn thằng nào. Điều này có nghĩa là khi mà các bạn vẽ liên kết này thì tự hiểu là cả X và Y đều nằm ở phía sau mặt phẳng hết ha. Còn H0 á, thì các bạn thấy là một cái nằm trong, một cái nằm sau ha. Đó, vậy đó. Còn nếu mà muốn cả hai cùng nằm ở phía sau mặt phẳng thì Shift với H ha. Rồi. Đây, bây giờ W nghĩa là liên kết nằm trước mặt phẳng. Và H có nghĩa là liên kết nằm sau mặt phẳng. Shift với H tức là H anh hoa ha, nghĩa là hai liên kết cùng nằm sau. Thậm chí một số chỗ các bạn thấy người ta cũng vẽ H là liên kết nằm sau luôn ha. Hai nguyên tử chứ anh xin lỗi. Hai nguyên tử cùng nằm sau phẳng. Ngoài ra thì có một cái mà có lẽ các bạn cũng hay dùng, đó là cái ký hiệu lăng quăng này. Cái ký hiệu lăng quăng này có nghĩa là gì? Chẳng hạn như bạn có một cái vòng 6 như thế này, người ta vẽ cho các bạn lăng quăng ở đây. Thì không biết các bạn nhớ cái này không ha? Thì ký hiệu lăng quăng này có nghĩa là cái liên kết đó nó nằm ở đâu đó mình không biết. Tức là trong trường hợp này nó có hai vị trí đúng không? Nó có thể là nằm ở vị trí xích đạo hoặc nằm ở vị trí trục, hai vị trí đó khác nhau. Thì cái lăng quăng này nó có thể nằm ở vị trí xích đạo hoặc vị trí trục, nhưng người ta chưa biết chắc là nó nằm ở đâu, cho nên người ta vẽ cái ký hiệu lăng quăng để thể hiện rằng nó có thể nằm ở xích đạo, nó có thể nằm ở trục, tôi chưa xác định được nó ở đâu vậy ha. Rồi ngoài ra các bạn còn gặp cái ký hiệu lăng quăng ở trong một số trường hợp, ví dụ như mình có cái này, người ta vẽ ở đây. Đây thì cái ký hiệu lăng quăng này á là người ta cũng tương tự, cái lăng quăng này đang thể hiện cho một cái nhóm CH3 nè. Và cái CH3 này á, nếu như mà không có lăng quăng này thì các bạn phải xác định chính xác là CH3 này nằm cis hay trans so với CH3 bên kia. Nhưng mà nếu mà vẽ lăng quăng có nghĩa là tôi biết là chỗ đó nó có nhóm CH3, nhưng mà tôi không biết rằng CH3 đó nằm cis hay trans ha. Có nghĩa là chưa xác định được vị trí chính xác của nó ha. Thì các bạn vẽ cái lăng quăng, thì cái lăng quăng đó bạn vẽ bằng cái nút Y ha. Thì bạn chỉ vào cái liên kết và bấm phím Y ha. Mà muốn vẽ một cái liên kết ra bên ngoài, ví dụ như vậy, đây, thì bạn bấm Y trên cái liên kết thì nó sẽ ra cái lăng quăng vậy ha. Đó. Đây, thì cái phím cuối cùng là cái phím Y, là liên kết chưa xác định rõ vị trí. Rồi, thì trong tiếng Anh cái này gọi là wavy bond ha. Tới đây là đã hết cái phần mà bond hot keys rồi, tức là những phím tắt mà các bạn nhấn trên liên kết để sử dụng nó. Thì bây giờ như anh đã hứa phần trước đó, thì trong cái video này ngoài cái bond hot keys ra, tại vì nó cũng hơi ngắn, sẽ nói luôn với một cái phần thứ hai là cái phần generic hot keys ha. Generic hot keys. Thì generic hot keys là những cái phím tắt mà nói chung là chung chung hết. Và ngoài ra thì các bạn phải click ra bên ngoài để các bạn sử dụng cái phím tắt đó. Thông thường là như vậy ha. Thì bây giờ chẳng hạn như em muốn vẽ một cái gì đó đi. Vẽ một cái gì đó như vậy. Chẳng hạn như bây giờ bạn muốn vẽ cái CL ở đây, nhưng mà bạn không biết phím tắt của CL là cái gì. Hình như là hồi trước á, ở cái video trước á, mình đã nói chuyện là cái phím tắt của CL là các bạn chỉ vào cái
điện tử này các bạn bấm shift C đúng không, CL, hoặc là các bạn cũng có thể bấm phím L để ra được CL. Nhưng mà bây giờ bạn không nhớ công tắc nó là gì thì bạn có thể làm theo kiểu như sau. Nhất là bấm phím T. Khi bạn bấm phím T các bạn thấy là nó ra được như vậy ha. Bạn không để ý, bây giờ để ý cái khung này ha. Bây giờ bấm phím T nè, đó, nó chuyển về cái khung chữ A, tức là cái công cụ viết chữ. Thì bây giờ chỉ vào cái nguyên tử này các bạn có thể bấm được là ở đây là nguyên tử CL ha. Vậy đó. Đây. Thì đó là cái phím thứ nhất, đó là phím T, tức là dùng để viết chữ ha. Đây, một ví dụ khác nữa, chẳng hạn như là bạn muốn vẽ một cái chữ AR chẳng hạn, nhưng mà bạn không biết AR viết tắt là cái gì, giống như anh cũng không thuộc hết tất cả, anh chỉ nhớ được một số vài cái phím tắt thôi ha. Thì ở đây AR anh không biết vẽ là cái gì, thì anh sẽ bấm phím T, anh sẽ bấm vào đây, anh bấm chữ AR lên bàn phím ha, thì nó sẽ ra như vậy. Đây, vậy đó. Thì bây giờ mình qua tới cái loại phím thứ hai ha. Cái loại phím thứ hai các bạn sẽ gặp á là cái như thế này. Hay như bạn đang vẽ một cái chất như vậy đi. CL đi. Rồi ở đây là R đi chẳng hạn. Nhưng mà các bạn muốn nó di chuyển nó, thì ở đây cách nhanh hơn á là các bạn bấm phím space, rồi sau đó bạn cầm nó bạn di chuyển đâu bạn di chuyển ha. Bình thường á, nếu mà ai mới làm quen á thì các bạn sẽ có cái thói quen như thế này, bạn vẽ xong chất bạn bấm vào cái phím này nè, mặt khuy này nè ha, bạn bấm chọn nó rồi sau đó bạn kéo cái này bạn mới di chuyển nó đi đâu đó, thì cái cách đó cũng ok nhưng mà nó hơi chậm. Thì như bây giờ anh nói á, bạn không cần phải làm vậy nữa, bạn vẽ một cái gì đó xong rồi các bạn bấm phím space sẽ chọn nó, các bạn di chuyển nó đi đâu nó di chuyển ha. Rồi thì đó là phím space. Bây giờ viết lại ha. T có nghĩa là để viết chữ, rồi phím space có nghĩa là để chọn đối tượng, chọn đối tượng đang làm việc. Tại sao ở đây anh dùng cái từ đối tượng? Thì anh dùng cái từ đối tượng là bởi vì là ngoài cái những cái này thì các bạn có thể vẽ nhiều thứ khác mà đâu phải là vẽ một chất không đâu, mà có thể vẽ mũi tên mà. Ví dụ như bây giờ anh vẽ cái này, giờ bấm phím space tức là anh nên chọn mũi tên ha, anh vẽ orbital hay là công thức Newman gì đó thì anh chọn hết nguyên cái đó ha. Rồi ngoài ra thì các bạn còn có hai công cụ khác nữa, đó là cái mũi tên này và cái điện tích, thì các bạn sẽ rất là hay dùng. Chẳng hạn như là cái điện tích trước đi ha, điện tích đó thì các bạn sẽ có phím đó là shift với E ha, thì bấm shift với E để xin lỗi bấm ra ngoài ha, bây giờ bấm shift với E, các bạn sẽ thấy là cái khung chọn nó tự chuyển về cái phần điện tích này. Bây giờ bạn chỉ vào đâu thì bạn sẽ tạo cái điện tích cộng đó ha, ví dụ như vậy nè vậy ha. Rồi nếu mà bạn muốn đổi thì trong cái khung này nè, bạn nhấn giữ cái khung này, bạn sẽ thấy là nó có nhiều cái loại điện tích khác, điện tích cộng mà có đóng phòng đóng cái vòng tròn bên ngoài, hoặc là điện tích cộng không có gì hết, hoặc là góc tự do có điện tích cộng, hoặc là cặp điện tử tự do, vân vân ha. Rồi thì các bạn cũng có thể vẽ thêm mấy cái này gì đó vân vân ha. Rồi nhưng mà cái này có một cái bất lợi ở chỗ á, để dù bạn đang vẽ một cái cộng trừ gì đó thì các bạn bắt buộc bạn phải quay về đây và bạn đổi thôi, chứ bạn không thể nào các bạn chuyển từ đây qua đây được ha. Tấm thì nó cũng vậy thôi. Rồi cái thứ hai là cái mũi tên, thì nó thuận lợi ở chỗ là ví dụ như bạn đang vẽ một cái chuỗi phản ứng á, thì các bạn bấm cái mũi tên này nó lẹ hơn ha. Thì cái mũi tên bấm bằng phím E. Rồi đó, E. Shift E là cái điện tích ha, mũi tên là phím E. Vậy đó. Rồi thì khi mà để vẽ mũi tên rồi á, thì bạn muốn vẽ lại bắt đầu vẽ lại chất á, thì các bạn có thể bấm X. Thì khi mà X á, các bạn bắt đầu trở lại về cái liên kết đơn này ha. Ngoài ra thì các bạn có thể tìm hiểu thêm những cái phím tắt khác, nhưng mà nói chung là hai cái loại phím tắt này là nhiều nhất rồi, sử dụng nhiều nhất rồi ha. E có nghĩa là vẽ mũi tên. Rồi shift với E tức là entire ha, tức là vẽ điện tích. Rồi cái cuối cùng hồi nãy anh nói là X tức là vẽ liên kết đơn ha. Đó.
Cái X này á, nếu mà bấm ở ngoài thì giống như tác dụng như là phím 1 hoặc số 0 á. Các bạn thấy nè, ở đây anh có để ý, các bạn để ý nè, 1, 0 này ha. Đó. Rồi. Thì cái phần mà trig case á, thì để sử dụng để vẽ công thức á, thì các bạn có những cái này là chủ yếu thôi. Nha, đến cả cục gom các bạn cũng không có phím tắt nữa. Thì những cái này là cái thuận tiện nhất rồi. Thì nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm thì như anh nói là trong cái file hướng dẫn của CamDraw thì có hết, các bạn có thể xem bằng cái generic hoặc keys ở đây này ha. Thì người ta có nói là chức năng gì, sử dụng cái phím gì ha. Rồi ngoài ra thì có một số cái người ta lưu ý là những cái phím mà người ta có thay đổi tí so với những phiên bản trước thì các bạn có thể tham khảo. Rồi ở dưới đây người ta có hướng dẫn cho các bạn một cái cách là vẽ phản ứng bằng những cái này. Thì đơn giản thôi, thì có một cái cách nhanh nhất mà các bạn có thể vẽ chẳng hạn như bây giờ là cái này, thì anh bấm space sẽ chọn nó, và sau đó anh bấm control với là một cái phím mũi tên bên phải ha, thì nó sẽ cho một cái mũi tên mà nó copy lại cái chất ban đầu của các bạn. Thì từ cái chất ban đầu đó các bạn có thể chỉnh sửa cái gì cũng được ha. Nhưng mà nói chung là nó hơi bất tiện ở một số chỗ. Là thứ nhất á, anh thấy cái mũi tên, độ dài mũi tên này anh không phù hợp đối với anh. Thì nếu mà vẽ một phản ứng thôi thì ok, nhanh. Nhưng mà nếu mà vẽ nhiều phản ứng thì anh thấy cái mũi tên này anh phải chỉnh độ dài tùm lum nó rồi, thì nó cũng phức tạp hơn là so với khi anh vẽ từ ban đầu ha. Vậy đó. Rồi, thì các bạn có thể theo những cái này, các bạn xem người ta hướng dẫn vẽ như thế nào. Và cuối cùng á là những cái chức năng khác, những cái chức năng cơ bản nhất của một cái phần mềm. Thì nó tương tự như Word thôi các bạn, tại vì đây cũng là một phần mềm soạn thảo văn bản, nhưng mà soạn thảo văn bản có công thức hóa học thôi. Thì ở đây các bạn thấy là có những cái Ctrl N, Ctrl O, Ctrl S để mở văn bản mới hoặc là lưu văn bản ha. Ngoài ra có in văn bản, rồi Page Setup, rồi Exit CamDraw bằng Internet F4. Rồi vâng. Thì mấy cái này các bạn tự coi. Và nói chung là anh cũng nhắc với các bạn là những cái phím này nó giống, rất là giống với là Word và những cái phím tắt chung, cho nên là anh không nghĩ là cái này các bạn sẽ gặp khó khăn gì. Rồi một cái lưu ý cuối cùng nữa là thường thì anh sử dụng CamDraw chỉ để vẽ công thức cấu tạo thôi. Còn soạn thảo văn bản, soạn thảo đề thì anh sẽ soạn Word, xong rồi copy công thức này qua, copy công thức từ CamDraw qua Word ha. Thì đó là tùy sở thích của mọi người thôi, tại vì nói chung là anh thấy ở bên trong Word đó thì nó soạn thảo văn bản dễ hơn và nó có nhiều cái ký tự hay là nó có nhiều cái định dạng mà anh thích hơn so với lại cái này. Thì nói chung là đó là gợi ý của anh, còn các bạn muốn soạn thảo như thế nào đó là việc của các bạn ha. Rồi thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video clip sau. Và CamDraw thì cũng còn một số cái tính năng khác thú vị nữa, thì hy vọng là anh sẽ cố gắng làm thêm vài clip để giới thiệu những cái tính năng đó cho các bạn ha. Tạm biệt các bạn.